Quý vị có bao giờ là U-turn không? Có không? Chắc chắn là có rồi. U-turn thì ai cũng phải có hết. Lái xe là chúng ta phải chạy tới rồi thấy sao đó mình phải U-turn. Đôi khi chúng ta cũng gặp cái bảng là không cho U-turn, phải không? Cấm không cho. Mà mình quẹo đó là có chuyện là xảy ra nguy hiểm. Quý vị nhớ cái hình ảnh ở trên bảng ở trên đây. Đó, quý vị thấy cái mũi tên U-turn. Có nên hay không nên? Đó, trong đời sống thuộc linh của chúng ta thì chúng ta thử xem. Trong chương trình cứu rỗi của Chúa đó quý vị, những ai mà tin nhận Chúa đó, người đó nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình rồi đó, thì đều được gọi là con cái Chúa. Bởi vì người đó đã được sanh ra bởi cái quyền năng của Thánh Linh, gọi là tái sanh, sanh ra bởi quyền năng của Chúa, cho nên Kinh Thánh gọi là được tái tạo mới. Đó. Vì vậy cho nên quý vị, quý ông bà, anh em, chị em ngồi đây phải suy nghĩ trên cái tâm linh của mình, cuộc đời của mình theo Chúa là mình có được tái tạo chưa? Và tái tạo thì có mới không? Hay là tái tạo mà cứ y như cũ thì không phải rồi. Đó không phải là tái tạo. Mà tái tạo thì phải đổi mới, phải trở nên mới. Đó là cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đã học qua từ trước. Và những năm, những ngày qua thì chúng ta thấy năm mới có cái câu Kinh Thánh đó: ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Thì chúng ta được tái tạo rồi, chúng ta được một đời sống mới rồi. Thì đời sống mới đó là gì? Đời sống mới đó là đời sống thoát cái lốt người cũ, không còn là người cũ nữa. Ở trong thơ Ê-phê-sô và trong thơ Cô-lô-se thì sứ đồ Phao-lô nói rằng cái đời sống cũ giống như một chiếc áo và phải cởi bỏ nó ra, thoát cái lốt đó ra, thoát bỏ cái áo cũ đó ra để mặc vào một chiếc áo mới. Một cái chiếc áo tinh sạch, một cái chiếc áo mà được Chúa ban cho. Tức là người đó không còn sống ở trong tội lỗi nữa. Người đó sống một đời sống không theo cái tập tục, cái lề lối, cái phương thức, cái cách thức của thế gian nữa. Phao-lô gọi đó là một con người được tự do trong Đấng Christ. Đó chính là lý do mà khi ông viết thơ Galati á, thì ông giải thích những điều đó. Và ông nói đó là những người mà được Đức Đấng Christ, Đức Chúa Giê-xu buông tha, tức là giải cứu. Ở trong Kinh Thánh dùng cái chữ buông tha, còn bản mới á, họ dùng cái chữ mà chúng ta không thích, không thích lắm tại vì có cái ấn tượng. Họ dùng cái chữ là giải phóng. Đó, Đấng Christ đã giải phóng chúng ta ra khỏi một cái đời sống gọi là ràng buộc trong tội lỗi. Chúng ta không thích cái từ đó, phải không quý vị? Kinh Thánh thì dùng chữ buông tha, nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà nó không mạnh. Đúng là cái chữ giải phóng là mạnh lắm. Và chúng ta đã được tự do rồi, chúng ta đã được giải thoát rồi, khỏi tội lỗi rồi, đời sống cũ rồi. Cho nên chúng ta đừng quay trở lại. You don't U-turn. Không có được U-turn. Nhưng mà tiếc thay, trên thực tế chúng ta nhiều lần nhiều lúc U-turn lắm, phải không quý vị? Có nhiều người cứ quay hoài trở lại hướng. Là bởi vì như trong thơ Galati ở đây á, chúng ta lưu ý là sứ đồ Phao-lô ông viết cho hội thánh Galati cũng như cho chúng ta ngày hôm nay, ông nói là một sự thật, một thực tế. Đó là nhiều con cái Chúa, dù đã nói rằng tin nhận Chúa, dù đã bước đi theo Chúa, nhưng mà lạ lùng làm sao là họ quay trở lại với đời sống cũ. Họ trở hướng, họ quay lại. Thay vì đi tới luôn theo Chúa, nhưng bây giờ họ quay trở lại. Họ quay trở lại. Nhiều lý do để khiến cho họ quay trở lại, nhưng mà thực tế ở trong Galati thì họ đã quay trở lại rồi. Cho nên ông Phao-lô ông mới viết cái thơ này. Thế thì sáng hôm nay chúng ta dựa trên lời của Chúa ở trong Galati này thì chúng ta mới hiểu được lý do gì mà người ta hay là con cái Chúa quay trở lại, trở hướng đi.
Và sau đó chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem chúng ta có cái quyết định gì để mà thoát khỏi một cái đời sống để không có bị trở hướng nữa. Đó là hai điều mà chúng ta cần học hỏi sáng hôm nay. Ông Phao-lô nói rằng trong câu Kinh Thánh ở trong đoạn 4 đó quý vị, chúng ta có đoạn 4, chúng ta thấy là câu thứ 9 ông nói một cách mạnh lắm. Ông nói như thế này: nhưng hiện nay anh em hay là anh chị em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Đó, sứ đồ Phao-lô ông viết thư, ông nói lên cái hiện tình, cái thực trạng của hội thánh Ga-la-ti, hay là nói riêng cho từng đời sống cá nhân của con cái Chúa. Đã biết Đức Chúa Trời rồi, đã được Đức Chúa Trời biết rồi mà lại quay hướng trở lại với cái đời sống cũ. Và đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ sáng hôm nay. Lý do vì sao mà có một đời sống trở hướng như vậy? Tại sao có một đời sống đã theo Chúa mà lại quay trở lại? Chúng ta trở lại trong câu thứ nhất và câu thứ ba, rồi chúng ta xem câu thứ tám. Thì chúng ta biết được tín hữu Ga-la-ti là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu, cũng giống như chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng mà họ vẫn còn nắm giữ những cái tập tục, họ còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm gì đó. Nói một cách khác là họ còn giữ những cái lễ nghi theo cái thời cựu ước. Thí dụ như họ nghĩ rằng ngày Sa-bát là cần phải giữ, ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, rồi trong ngày Sa-bát không làm gì hết, nếu mà làm thì sẽ mắc tội với Chúa, vân vân. Hoặc là đối với người mà đã tin Chúa như chúng ta đó, ở trong người Việt, người Á Châu chúng ta, thì chúng ta còn có mê tín dị đoan, còn nghĩ đến là tập tục này, tập tục kia, vân vân. Thì đó là cái hình ảnh, cái nhắc nhở cho mỗi đời sống chúng ta là con cái Chúa. Thì ở đây chúng ta thấy có nhiều con cái Chúa, có nhiều cơ đốc nhân vẫn chưa dứt khoát được với cái đời sống cũ của mình, vẫn chưa có rời bỏ hoàn toàn những cái gì mà trước kia mình đã làm ở trong cái việc mà thờ lại hình tượng, thờ hình lại tượng. Thí dụ như những cái ngày cúng giỗ vân vân đó, hay là những cái buổi vui chơi chè chén với bạn bè, tất cả những điều đó thì chúng ta chưa có dứt khoát được cái để có một cái đời sống tốt đi theo Chúa. Thưa quý hội thánh, chúng ta là người Việt á, chúng ta hay nói cái câu này, mà câu này thì sáng hôm nay tôi chia sẻ đặc biệt với ban tráng niên, bởi vì hôm qua là có cái ngày lễ tình nhân, nói về tình yêu. Mặc dầu đêm qua thì buổi nhóm tráng niên không nói nhiều về tình yêu, nhưng mà có những cái dấu hiệu, có những cái món quà để nói lên tình yêu là trái tim gửi đến cho người bạn đời của mình. Thì có một câu nói mà chúng ta thấy ai cũng biết là tình cũ không rủ cũng tới. Phải không cái gì? Tình cũ không rủ cũng tới. Tức là cái chuyện cũ đáng lẽ qua đi rồi, cái chuyện cũ đã dứt khoát rồi, đã bỏ đi rồi, nhưng mà lạ lùng làm sao á, không có rủ không mời cũng lại tới. Tức là ý muốn nói rằng con người khó quên được cái quá khứ, khó quên được những gọi là giây phút ban đầu chúng ta gặp nhau, đó, đôi mắt nhìn nhau trào máu họng gì đó không thì không quên được cái giây phút đó, phải không? Không quên được giây phút đó. Thì trong vấn đề đó là vấn đề tình cảm, nhưng mà nó cũng có một cái phần nguy hiểm ở trong đó. Chúng ta là những con cái Chúa, những người đã đi theo Chúa, tấm lòng chúng ta là yêu mến Chúa, như là một người Chúa luôn luôn coi chúng ta như là một người tình đó quý vị. Trong sách Nhã Ca có dịp chúng ta sẽ học về cái tình cảm mà mô tả ở trong sách Nhã Ca.
tình yêu của Chúa đối với chúng ta và chúng ta đối với Chúa. Thì chúng ta thấy đó, con người bước đi theo Chúa tức là con người có một cái mối tình với Chúa, kính mến Chúa và Chúa yêu mình. Nhưng mà lạ thay, trong cái cuộc sống của con người đi theo Chúa đó, nó có cái tình cũ không rủ cũng tới. Tức là con người chúng ta tự nhiên muốn quay trở lại với cái nếp sống cũ, quay trở lại với những cái tập quán cũ, có những cái thói quen cũ, có những cái xấu đáng lẽ bỏ đi nhưng mà bây giờ làm như thấy nó không làm là không được, tiếc quá, phải quay trở lại để giữ. Và nó giống như món đồ á, mà chúng ta tưởng nó cũ rồi, không xài nữa, chúng ta quăng nó đi. Nhưng mà quăng nó đi, bỏ recycle hay là bỏ cái thùng rác á, để bỏ đi á, thì chúng ta lại tiếc. À, chúng ta lại để ở đâu góc cạnh đó, góc nhà hay trong kho. Rồi sau đó lây quay sao không biết, quay lại thấy nó, ồ mình lấy là mình xài, bỏ uổng quá lấy lại xài. Thì cái con người cũ chúng ta giống như vậy đó quý vị, cái tội lỗi nó cũng giống như vậy đó, chưa dứt khoát. Thì tại sao Phaolô giải thích cho chúng ta ở trong đoạn Kinh Thánh ở đây? Ông nói như thế này: tôi nói rằng người kế tự giàu là chủ của mọi vật đó, tức là con cái Chúa dù là chủ của mọi vật, nhưng mà đương khi còn thơ ấu á, thì chẳng khác kẻ tồi mọi. Đang khi còn thơ ấu thì đời sống vẫn còn lệ thuộc, phải ở dưới quyền bảo hộ và kẻ coi giữ. Rồi như vậy thì lý do mà con cái Chúa, những cơ đốc nhân mà bị quay trở lại đó, có cái U-turn, quay trở lại cuộc đời của mình, quay trở lại với cái cuộc đời sống cũ đó, là vì vẫn còn thơ ấu, chưa được trưởng thành. Đây là những tín hữu, những cơ đốc nhân chưa được trưởng thành, chỉ còn là baby nhỏ, chưa là thanh niên, chưa là gia đình trẻ, mà chưa là tráng niên nữa. Đương nhiên nữa, tráng niên rồi cao tuổi hơn, trưởng thành hơn nữa, phải không quý vị? Mà đây là còn baby đó. Tức là dù là có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình đã tin Chúa lâu năm, nhưng mà thật sự cái điều quan trọng Kinh Thánh mô tả, đôi khi nó cho chúng ta thấy là vẫn còn baby và cần baby sister. Thì ở trong Kinh Thánh này nói rằng cần phải có kẻ bảo hộ đó, cần phải có kẻ coi giữ đó. Và tại vì chưa có độc lập được, chưa có đứng vững được, cho nên phải nương dựa. Cho nên khi thấy những cái tập tục, khi thấy những cái gì cần, mà tưởng như cần thiết cho cái cuộc đời của mình đó, thì bám lấy liền. Thưa quý vị, nhân trong những ngày đầu năm vừa qua đó, đầu năm mới âm lịch đó, thì tôi có trò chuyện với một người theo đạo Công giáo. Thì người đó gọi điện thoại hỏi tôi: ông mục sư ơi, ông có thể cho tôi biết cái điều này không? Là bởi vì á, là trong đạo Công giáo chúng tôi đó, là Tết đó, có múa lân. Tết có múa lân, và các bạn thanh niên ở trong nhà thờ đó là họ đi múa lân, thì điều đó có đúng hay không? Thì tôi nói theo cái quan điểm của Kinh Thánh. Quan điểm Kinh Thánh là chúng tôi bên Tin Lành là tuyệt đối không có múa lân, không có mang cái đầu lân trên rồi mang đầu ông địa rồi múa giống như cái tập tục của người bình thường ở bên ngoài. Rồi người đó mới cho biết một điều á. Ban đầu á, thì các bạn thanh niên thiếu niên đó thì họ tập múa lân thì bình thường sao, vui trong mấy ngày đó thôi. Nhưng mà khi họ luyện tập đó, thì cái người đó họ phát hiện một điều á. Phát hiện một điều là khi mà luyện tập học cái múa lân á, thì ở tại dưới một cái group mà người Hoa, những người đó là chuyên về múa lân đó, để dạy cho các em đó, thì họ bày ra vấn đề cúng tổ. Thì tao mới nói đúng rồi, bởi vì đoàn múa lân nào họ cũng có tổ hết, tổ múa lân, và muốn múa cho nó được an toàn theo niềm tin của họ, muốn được an toàn, muốn được tốt hay là có sức mạnh thì phải cúng tổ múa lân. Mà khi cúng tổ múa lân thì đương nhiên là ngoài cái việc thắp nhang đốt hương thì không nói, nhưng mà họ còn làm một điều này nữa quý vị, đó là họ lấy cái nước giống như là nước thánh vậy đó, cái nước đó họ mới bôi trên con lân, họ rải trên con lân giống như làm bùa làm phép nữa. Tôi mới nói đúng rồi, tất cả những điều ông nói là đúng hết, bởi vì tôi đã từng ở Việt Nam ở tại Chợ Lớn, và tôi cũng đã từng trong hội thánh người Hoa, tôi biết rành về những cái đó.
Cho nên những người Hoa ở hội thánh Tin Lành, người Hoa ở Sài Gòn không bao giờ họ muốn múa lân hết, vì họ biết cái phong, cái tập tục, cái phong tục của cái người Hoa như thế nào, cho nên họ tuyệt đối họ lìa bỏ cái đó thì họ tin Chúa. Cho nên thưa quý vị, nếu đã là một người theo Chúa, nếu đã là một người tin nhận Chúa, nếu đã là một người biết Kinh Thánh, biết lời Chúa, mà chúng ta còn quay trở lại với cái điều mà sai lầm đó, cái điều không tốt đó, thì cái điều đó là điều cũ á, của một cái mê tín dị đoan, của một cái truyền thống ngày xa xưa của người Hoa. Họ vì đuổi ma, đuổi quỷ, tà linh, cho nên họ mới có những cái hình thức đó. Thế thì làm sao chúng ta quay trở lại điều đó được? Tôi xin thưa quý vị, đây là một cái sự thật mà xảy ra ở Việt Nam trong những năm 80 mấy, khoảng thập niên 80, thì có một hội thánh, tôi xin không miễn nói tên, ở Việt Nam có một vị mục sư không nhận thức rõ được điều đó. Cho nên trong ngày Tết đó, ông ta vui quá, ông ta mời một đội lân đi vào trong nhà thờ múa, suýt bị cách chức, vị mục sư đó suýt bị cách chức. Xin thưa với quý vị, cho nên chúng ta nhiều khi nghĩ rằng tập tục của thế gian, phong tục của con người không có gì hết, không có hại gì cả. Nhưng mà thưa quý vị, đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ, vì nó ra nguồn gốc từ đâu, nó xuất phát từ vấn đề gì. Thì rõ ràng giống như Phao-lô nói, đó là ra từ những sự thờ lại hình tượng. Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Đó, làm tôi của ma quỷ đó. Tưởng đó là thần, tưởng đó là Chúa, nhưng không phải. Cho nên vì còn thơ ấu, cho nên phải phục ở dưới những lề thói của thế gian. Thì bây giờ nếu không còn thơ ấu, phải trưởng thành thì phải lìa ra khỏi. Điều thứ hai chúng ta học ở đây đó, là lý do thứ hai tại sao mà quay trở lại đó, là vì vẫn không biết Đức Chúa Trời. Tưởng rằng mình biết Chúa nhưng thật sự không biết. Hai lý do mà Phao-lô đưa ra đây á, tại sao có một đời sống quay trở lại đời sống cũ, là thứ nhất là vì còn thơ ấu, và thứ hai là vì không biết Đức Chúa Trời. Trong câu thứ 8, vì chẳng biết Đức Chúa Trời đó. Thật ra đó thì đã biết Đức Chúa Trời rồi, con cái Chúa tin Chúa thì đã nói rằng tôi tin Chúa và đi nhà thờ thờ phượng Chúa, biết Đức Chúa Trời chứ không phải không biết. Nhưng mà biết chưa có hoàn toàn đúng theo điều mà Chúa dạy. Biết là biết sơ sơ thôi, biết là biết giống như là ông biết nhà hàng xóm đó không? Nó biết chứ, tôi biết ổng lái chiếc xe Lexus số mấy màu gì đó, biết. Nhưng mà hỏi, muốn biết rõ hơn hết đó, là phải hỏi bà vợ của ổng. Tại vì bà vợ của ổng mới biết nhiều hơn, phải không quý vị? Thành ra cái biết của chúng ta đó, nếu mà nói rằng tôi biết Chúa đó, mà chúng ta không có gần gũi với Chúa, không có liên hệ với Chúa, không có tương giao với Chúa, không có học hỏi lời Chúa, thì chúng ta cũng là neighbor của Chúa thôi. Chúng ta cũng chỉ là người ở bên cạnh thôi. Người ai có hỏi rằng ông biết Chúa không? Nó biết Chúa là như vậy đó. Tôi đi nhà thờ hàng tuần tôi biết Chúa là như vậy. Nhưng mà phải biết rõ hơn, phải gần gũi với Chúa hơn, phải hiểu lời Chúa thấm thiết hơn. Đó. Thì cho nên tín hữu Galati cũng giống như vậy đó. Họ biết Chúa sơ sơ thôi, hoặc là họ biết một cách nông cạn đó, cho nên họ rất dễ quay trở lại. Họ biết Kinh Thánh cạn quá, họ biết lời Chúa cạn quá. Và chúng ta thấy rất rõ, có rất nhiều người như vậy đó. Họ vẫn trung tín đi nhà thờ, họ vẫn, tôi nói về một cái hệ phái khác đó, họ vẫn đứng xem lễ, phải không? Nhưng mà lời Chúa đối với họ bao nhiêu? Và chúng ta cũng vậy, nhìn như vậy thì chúng ta xem lại mình. Nếu chúng ta cũng đi nhà thờ, chúng ta cũng ngồi trong nhà thờ, mà chúng ta học lời Chúa được bao nhiêu? Có thể trong một tuần lễ nghe một bài giảng của một sư thôi. Nhưng mà tôi khuyến khích quý vị cố gắng bỏ thì giờ đi học trường Chủ Nhật. Học thêm đi quý vị. Bỏ thêm thì giờ để đi nhóm các ban ngành.
nhóm với các ban ngành để chúng ta có thể thông công với nhau trong tình anh em chị em trong Chúa. Và lại nữa, chúng ta cũng học được lời Chúa. Dù là một món ăn có thể khô khan lắm. Đúng như vậy, nhiều khi chúng ta ăn những món ăn ngon, cao lương mỹ vị chúng ta thích. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng ăn những món ăn hơi khô cứng một chút, nhưng mà cũng nên ăn, phải không quý vị? Đã. Cảm ơn Chúa, ban tráng niên, như lời tường trình của thầy Ninh cho chúng ta thấy một điều quan trọng này quý vị. Là anh em chúng tôi nhẫn nại cứ cầu nguyện và nhóm lại, dù đôi khi nhóm lại có vài người thôi. Và với một con số mà chúng ta thấy đó, như anh Ninh có nói đó, là 60 mấy người trong tuổi tráng niên trong hội thánh chúng ta. Quý vị lưu ý, hội thánh chúng ta là đông đông tín hữu nha, mà 60 mấy tráng niên là cũng là nhiều lắm đó. Nhưng mà nhóm lại thì có 10 mấy người thôi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chung tín nhóm và chúng ta vẫn học lời Chúa. Và anh em có nhờ tôi chia sẻ về vấn đề các giáo phái, các hệ phái. Và chúng tôi đã học qua nhiều năm, mấy năm nay, thì những cái hệ phái chính thống, những cái giáo phái chính thống là anh em từ từ anh em hiểu biết được thế nào là cơ đốc giáo là đạo Chúa chung, rồi từ đạo Chúa đó mới ra Thiên Chúa giáo, rồi ra Tin Lành là cải chánh, rồi lại có cái chính thống giáo của người Nga nữa, của người Hy Lạp bây giờ nữa, thế nào mà có cái đó, rồi từ đó mới ra những cái hội thánh, thí dụ như hội thánh Baptist, hội thánh Ngũ Tuần, hội thánh Trưởng Lão, hội thánh Mennonite, hội thánh gọi là nhiệm trưởng lão, mầu nhiệm. Thì cho chúng ta thấy đó, tất cả những cái đó đó nó giúp cho chúng ta hiểu được cái nguồn gốc của hội thánh, cái nguồn gốc của hệ phái. Mà chúng ta không có thì giờ và chúng ta không có cơ hội thì chúng ta không biết được. Rồi thưa quý vị, anh em chị em ở trong ban tráng niên, có những anh em, những anh chị đó họ rất là được ơn của Chúa. Sau khi họ học được những cái bài mà gọi là phương pháp để hướng dẫn học Kinh Thánh, và tôi chia sẻ với họ về phương pháp để soạn một bài giảng, hay là tìm một cái ý chính ở trong một đoạn Kinh Thánh để rồi có thể hướng dẫn học Kinh Thánh với nhau, có những người rất tiến bộ, có những người ham thích lắm. Giống như là đáp, gọi là connect được cái tần số vậy đó. Họ nhận được, họ biết cách để mà có thể hướng dẫn chia sẻ Kinh Thánh. Thì đó là cái phước hạnh cho chúng ta. Tôi xin thưa quý vị đó, là tôi còn ở tại với hội thánh này, chừng nào tôi ao ước từng mỗi một quý vị đều hiểu rõ, hiểu học hết Kinh Thánh, biết hết Kinh Thánh, biết hết lời Chúa, và được bước đi ở trong lời của Chúa một cách mạnh mẽ. Tôi xin thưa quý vị, hồi đó đó tôi đi học Kinh Thánh tốn kém nhiều lắm. Để phải vô trường thần học, ngồi học từng môn học như thế nào đến nào, tốn kém lắm. Thì bây giờ đó tôi ước ao chia sẻ những điều đó cho quý vị khỏi cần phải đến trường thần học. Chúng ta có thể học được nhiều điều ở trong Kinh Thánh, và nhiều điều, những cái môn học mà có thể nói rằng là cần thiết cho đời sống chúng ta. Cho nên nếu mà có một đời sống trở hướng đó, trở lại với bài học hôm nay, trở hướng đó quý vị, vì cớ chúng ta chưa được lớn lên, vì cớ lý do thứ hai là vì cớ chúng ta tưởng rằng mình biết Đức Chúa Trời, biết được lời Chúa, nhưng thật sự chưa biết, chưa hiểu. Đó là điều mà tôi chưa nói đến những cái tấm lòng còn yêu mến thế gian, còn nhìn thấy thế gian hấp dẫn nữa. Đó, ở trong Chúa rồi nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu mở cửa sổ ra nhìn qua thế gian ở bên ngoài, thấy nó hấp dẫn quá, thấy nó đẹp quá, rồi lại đi ra, quay trở lại, đi ra với thế gian, sống theo thế gian, lìa bỏ Chúa. Dĩ nhiên lìa bỏ Chúa ở đây không phải là lìa bỏ tuyệt đối, nhưng mà sa ngã, yếu đuối, sống với thế gian thời gian rồi thôi quay trở lại với Chúa. Đó, cũng có những cái đời sống như vậy nữa. Nhưng mà xin thưa quý vị, trong Kinh Thánh lời Chúa phán rằng chớ yêu thế gian và đừng yêu các vật ở thế gian đó. Ai yêu thế gian thì lòng kính mến của Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy Phao-lô ở đây đưa ra hai cái lý do thôi. Có thể nhiều nhưng mà tôi chia sẻ quý vị hai lý do là đời sống trở hướng là như vậy đó. Thần tượng của con người chúng ta là gì?
Bây giờ hồi trước đó, chúng ta có thể thờ hình là thờ một cái hình tượng rõ ràng, một cái tượng, một cái hình, cái gì đó. Nhưng mà khi chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta tin Chúa đó, thì xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dứt khoát đi theo Chúa đó mà còn trở hướng, thì thần tượng của chúng ta là gì? Thần tượng của tín hữu là gì? Dạ, thần tượng của tín hữu đó là những điều gì mà được xem là cao trọng, là cần thiết hơn Chúa. Vậy thôi. Tôi định nghĩa thần tượng của người tín hữu, của tín đồ đó, là những gì mà nó hơn Chúa, không đặt Chúa ưu tiên, không đặt ở trên Chúa, thì đó là thần tượng. Dạ, tôi thí dụ là có những cái game chơi rất hấp dẫn mà chúng ta coi nó quan trọng hơn Chúa đó, thì đó là thần tượng rồi. Có những công việc mà mình coi công việc đó là hơn hết, hơn Chúa, thì cũng là thần tượng, dù là đó là công việc, quý vị. Có những buổi tiệc mà chúng ta coi những buổi tiệc đó là quan trọng hơn Chúa, hơn sự nhóm lại, thì chúng tôi xin thưa đó là thần tượng. Thần tượng đó. Dĩ nhiên chúng ta bỏ sự nhóm lại thì trong lòng chúng ta được Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng là lời Chúa có nhắc là chớ bỏ qua sự nhóm lại. Thế thì thần tượng chính là những cái gì mà chúng ta ham thích hay là muốn làm thế vào chỗ của Chúa vậy thôi. Tôi cũng có thần tượng chứ không phải không có. Quý vị cũng có, đời sống ai cũng có hết. Và như vậy nghĩa là chúng ta vẫn có những cái yếu đuối, vẫn có cái sai lầm trước mặt Chúa. Nếu chúng ta xem những cái buổi vui chơi hơn là cái buổi thờ phượng Chúa, thì đó là thần tượng. Tôi được dạy dỗ từ nhỏ rằng là làm gì thì làm, chứ còn mỗi đầu tháng có tiệc thánh á, con phải đi nhóm mà để dự tiệc thánh. Con phải đi nhóm, làm gì thì làm, có kẹt, có bận, có gì chăng nữa thì mỗi đầu tháng thì phải dành thời giờ đó để đi nhóm lại, để dự tiệc thánh với hội thánh. Và đó là cái điểm chí ít đó là minimum, chí ít trong đời sống tâm linh chúng ta là nhớ đến Chúa, quý vị. Dù rằng chúng ta lý luận nói rằng ở nhà tôi cũng nhớ đến Chúa vậy, nhưng mà cái nhớ đến Chúa đó không có sự thông công. Sự thông công là gì? Là sự ăn bánh cùng uống nước với nhau ở trong hội thánh đó, gọi là thông công. Tôi ở nhà tôi cũng thờ phượng Chúa, nhưng tôi không có thông công với ban ngành. Vì có ban ngành anh em đã nhóm lại, có thông công với nhau, có nói chuyện với nhau, lâu lâu thì cũng có một bữa ăn thông công đó. Chứ chữ thông công nó không có nghĩa là ăn uống không nha quý vị. Ăn thông công có nghĩa là mình tiếp xúc với nhau, trò chuyện với nhau, cầu thai với nhau, hỏi thăm với nhau. Hôm nay mục sư có khỏe không? Khỏe. Chứ ban ngành tôi đâu cần đi nhóm làm chi, phải không quý vị? Tôi là mục sư rồi, tôi đâu có cần đi nhóm ban ngành. Tôi nói vui, ban tráng niên nhóm thì nói định số tuổi đó, định số tuổi nói ban tráng niên nhóm, nó tôi đâu phải tráng niên. Tôi sáu mấy tuổi rồi, tôi là gần như là trung niên rồi. Đáng lẽ phải nhóm trung niên, thấy không quý vị? Nhưng mà và tại sao phải nhóm với tráng niên? Đó. Rồi tôi nói vui đó là tôi với nhà tôi là hai người, may mắn thai hai người. Đó là trung niên nhóm, có nhà tôi lo phụ, hoặc là đôi khi tôi cũng qua trung niên. Rồi trở lại là nhà tôi chạy qua tráng niên, hai người chạy qua chạy lại. Bây giờ tôi thấy cái tình cảnh của thầy Ân rất là tội nghiệp, quý vị cầu nguyện cho Ân phải lo thiếu niên, nhưng mà đồng thời Ân cũng có trong cái ban điều hành của tráng niên, cho nên cũng vướng vào cái buổi nhóm tráng niên, cho nên một mình Ân là xẻ ra làm hai, chạy qua chạy lại đó, lo thanh thiếu niên mà phải lo cho tráng niên. Đó là công việc Chúa. Tại sao? Là tại vì hội thánh chúng ta dù có đông đi chăng nữa nhưng mà vẫn thiếu người. Cho nên cầu nguyện để Chúa dứt dây anh em chị em khác tập tành trong bước đường hầu việc Chúa, đi theo Chúa để mà hầu việc Ngài, để mà lo công việc Chúa, quý vị. Ông trưởng ban của ban trung niên nói với tôi như thế này: ồ, may mắn thay ông có ông bà mục sư lo, ông bà mục sư chia qua
phân chia rồi chạy qua chạy lại. Tôi nói được, đúng. Đó là cái phước của hội thánh mình. Thế thì thưa quý hội thánh, chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó đi. Ban tráng niên rất cần có nhiều bàn tay khác để mà chung để lo công việc Chúa nữa. Quý vị biết á, tôi không phải tôi khen, tôi không phải tôi lo cho ban tráng niên rồi tôi khích lệ nên bằng lời khen không. Không phải, đây không phải là những lời khen sáo rỗng quý vị. Đây là thực tế, không nói quý vị cũng biết. Cho nên ở đây nói ra để cho chúng ta chia sẻ cái phước hạnh đó. Những anh em chị em trong ban tráng niên, đây là những người rất bận với công việc nhà. Tôi hiểu điều đó. Lo cho các con của mình nhiều, cũng như công việc rất là nhiều, nhưng mà vẫn để thì giờ để đến chăm sóc công việc của nhà thờ, của building, sửa sang công việc, rồi làm đủ mọi thứ hết. Có khi có những anh em một mình đến đây thui thủi làm việc. Có khi tôi gặp ở trong đây, tôi biết. Và tất cả những công việc lớn, nhỏ gì đó cũng đều từ những anh em chị em tráng niên để lo. Cho nên quý vị cầu nguyện nhiều cho hội thánh chúng ta, đặc biệt cho ban trung niên, tráng niên. Điều thứ hai tôi muốn chấm dứt chương trình ở đây cách sớm đó là, nếu chúng ta thấy cuộc đời của mình đã trở hướng thì chúng ta phải quay trở lại. Cho nên cần có một cái quyết định để chấm dứt cái đời sống trở hướng của mình. Tại sao mình đi theo Chúa bây giờ không đi theo nữa, mà mình quay trở lại với thế gian? Bây giờ phải chấm dứt cái cuộc đó, cái cuộc đi đó, cái chuyến hành trình đó. Sứ đồ Phao-lô ông nhắc lại ở trong đoạn 4 này đó quý vị, từ câu 4, câu 7 và câu 11. Phao-lô ông nhắc nhở tín hữu là cần phải quay trở lại. Tôi cũng hỏi câu này, tôi tin chắc rằng quý vị cũng đều CZ là sao? Quý vị có xài UPS không? Tức là cái máy định vị để dẫn đường chúng ta đi, thấy không? Bây giờ thì chúng ta có cell phone, chúng ta dùng cũng. Nhưng mà tất cả những cái máy đó đó đều có một cái câu nói giống nhau. Đó là khi chúng ta đi lạc đường á, thì họ kêu chúng ta quay trở lại, thấy không? Turn around is possible. Turn around is possible. Đó. Phải quay trở lại. Mặc dù mình nói tôi đi đúng rồi mà tại sao? Nhưng mà họ, tại vì đi không đúng hướng của họ dẫn, cho nên họ kêu mình turn around. Vậy thôi, quay trở lại. Thì đây Kinh Thánh là một cái máy định vị đó quý vị. Nếu mà mỗi đời sống chúng ta đã trở hướng, chúng ta đi lạc đường, đã đi hướng khác rồi, Kinh Thánh lời Chúa sẽ kêu chúng ta quay trở lại với Chúa. Quay trở lại, đừng đi nữa. Đó, đừng đi nữa. Mà muốn biết được là mình đi đúng hay không á, thì chúng ta phải biết mình đang ở đâu, phải không quý vị? Chúng ta phải biết mình là cái gì, đang làm cái gì, thì mình mới turn around được. Đó, mình mới nghe theo lời nó được. Thì Kinh Thánh cũng vậy, cho chúng ta biết tại lý do gì chúng ta phải quay trở lại, đi con đường đúng trở lại, phải bỏ con đường trước đây, con đường cũ đi, đang đi, phải bỏ đi, phải đi đúng lại. Đó là chúng ta nhận biết được địa vị cao trọng của chúng ta. Chúng ta phải biết cái địa vị của mình là gì. Trong Kinh Thánh ở đây, Sứ đồ Phao-lô nói rằng anh em trước không phải là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ anh em đã là con cái Đức Chúa Trời rồi. Anh em đã lỡ trở hướng, quay trở lại rồi, bây giờ anh em phải quay trở lại, ăn năn đi. Đó, bỏ đi, chuyển hướng. Tôi xin dùng cái chữ tiếng Việt rất rõ, chuyển hướng chứ không phải là trở hướng. Trở hướng là chúng ta U-turn, phải không? Nhưng mà chuyển hướng là sao? Là đang đi á, bây giờ U-turn rồi, đang đi vậy phải bỏ, quay hướng khác. Đó là ăn năn. Ăn năn trong Kinh Thánh không có nghĩa là U-turn, không có. Ăn năn không có quay trở lại. Mà ăn năn có nghĩa là lìa bỏ con đường mình đang đi để đi con đường của Chúa. Đó gọi là ăn năn quý vị. Ăn năn là như vậy. Cho nên chúng ta phải chuyển hướng, đổi bỏ đi cái đường cũ, cái hướng cũ, mà phải đi cái đường mới, hướng mới của Chúa. Mà cái máy định vị GPS này là giúp cho chúng ta hiểu được điều đó. Vì cớ cái địa vị chúng ta, cái con người chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và Phao-lô ông nói như thế này quý vị, trong câu thứ 6: chẳng những chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, mà Đức Thánh Linh đã dạy cho chúng ta biết chúng ta là, gọi Ngài là Abba, là Cha.
Cái chữ Abba đó là cái chữ của người Hy Lạp dùng để gọi một cách thân mật của người con gọi người cha. Tiếng Mỹ là dùng là Daddy. Còn tiếng Việt, người Việt chúng ta gọi cách thân mật đó là bố, là ba, đó là cha, thấy không? Đó, thân mật. Hay là tía, đó đó. Thì đây là những cái tiếng thân mật mà người con gọi cha. Và chúng ta được Chúa Thánh Linh nhắc nhở như vậy, được gọi cha của mình, Đức Chúa Trời là cha của mình là như vậy. Nhưng mà lại có một đặc ân nữa quý vị. Ồ, tôi đọc cái này tôi thấy trong một câu follow đưa ra ba cái cao quý, cái địa vị của con người chúng ta đó. Chẳng những chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta gọi Chúa là A-ba là cha nữa, mà còn có một giá trị cao hơn hết, đó là chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Kế tự là sao? Nếu mà cha mẹ chúng ta mà qua đời á, mà viết cái will để lại đó, viết cái di chúc để lại mà không có tên của mình trong đó thì quý vị nghĩ sao? Chắc chắn quý vị nói rằng mình không phải con của ông rồi, mình không phải là con của bà ấy rồi, cho nên bà chết bà không có để lại gia tài cho mình, phải không? Nhưng mà không, Đức Chúa Trời coi chúng ta là con rồi, cho nên Chúa sẽ giao tất cả những cái tài sản, cái cơ nghiệp của Ngài cho chúng ta. Quan trọng lắm quý vị, cái đây là cái quan trọng lắm. Chúng ta có là con thật của Chúa hay không, đó là do cái will mà Chúa để lại cho chúng ta đó. Cái kế tự mà, thấy không? Kế tự quan trọng lắm. Dạ. Cho nên chúng ta phải nhận biết cái địa vị của mình. Đang đi, đang đứng, mình là con cái Chúa mà mình đi sai đường rồi, mình hãy quay trở lại. Điểm thứ hai, đó là chúng ta quyết định chấm dứt sự trở hướng, đó là vì cớ chúng ta muốn cho mình được sự tự do trong Đấng Christ. Chị tôi. Chúng ta phải biết mình đang được tự do như thế nào. Và phải tự do trong Đấng Christ. Nhờ sự giải thoát của Chúa Giê-xu, nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta chuyển hướng quay trở lại, ăn năn đến với Chúa, đi theo con đường của Chúa, bỏ đi những thói quen xấu, bỏ đi đời sống tội lỗi, bỏ đi đời sống cũ, không còn đi trở hướng nữa. Bây giờ mình đi đúng đường, đúng hướng là do Đức Thánh Linh hướng dẫn và do Đức Chúa Giê-xu đã nhắc nhở mình, kéo mình trở lại. Hãy dứt khoát. Hãy dứt khoát với cái sự trở hướng. Hãy dứt khoát với sự cám dỗ, thèm muốn thế gian. Hãy dứt khoát hết để đi theo Chúa. Tôi xin thưa quý vị, tất cả những dấu hiệu gì xảy ra trên thế giới ngày hôm nay, ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống, đều lần lần ứng nghiệm với lời Chúa trong Kinh Thánh và báo cho chúng ta biết rằng là ngày của Chúa trở lại thế gian này không còn bao xa. Tôi xin thưa quý vị, một trong những dấu hiệu đó đó mà lời tiên tri trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi nào mà dân Israel họ đã lập quốc vững vàng rồi, họ sẽ bắt đầu xây lại đền thờ Jerusalem một cách công khai rõ ràng, thì đó là chính là thời điểm mà Chúa trên trời sẽ cất hội thánh Chúa lên không gian. Và muốn có những sự việc đó thì quý vị hãy xem tình hình thế giới ngày hôm nay, tình hình chính trị ngày hôm nay. Và cái thế lực của đối địch với Israel là cái thế lực nào? Và chính cái thế lực đó họ sẽ làm cái gì mạnh mẽ cho cả thế giới này? Và đó là cái thời điểm để kết thúc mà Chúa phải cất hội thánh Chúa đưa lên chốn không trung. Để tránh ra một cái thời kỳ đại nạn sẽ xảy ra ở trên đất này. Chỉ có những người bị để lại, chỉ có những người Israel họ mới trải qua cái cơn đại nạn đó. Bởi vì họ mới đủ sức để chống trả lại tất cả cái thế giới vô thần, thế giới vô tín, cái thế giới tội lỗi lúc bấy giờ. Mặc dầu vậy, dân Israel sẽ bị tất cả các nước đều vây lấy và đánh Israel. Để rồi Chúa Giê-xu từ trời cùng với hội thánh của Chúa trở lại để tiếp đón dân Israel, giải cứu dân Israel. Và quý vị thấy điều đó đã lần lần xảy ra và sắp sửa sẽ xảy ra, và càng lúc là càng thấy rõ hơn. Cho nên lời Chúa phán rằng trời đất dù có qua đi nhưng lời ta phán không hề qua đi. Cho nên quý ông bà anh em chị em, sáng nay chúng ta hãy thức tỉnh, đừng có trở hướng, đừng có quay lại. Một trong cái điều nguy hiểm nhất của mỗi con cái Chúa mà quay trở lại, trở hướng, quay trở lại đời sống cũ hay là yêu mến thế gian,
thì sẽ left behind, tức là sẽ bị để ở lại. Để lại. Quý vị thấy sự công bằng của Chúa rất công bằng. Nếu yêu thế gian thì cứ ở lại thế gian, phải không? Còn yêu mến Chúa thì Chúa sẽ đem đi. Vậy thôi. Rất công bằng, không có cái gì mà gọi là bất công ở trong đó hết. Cho nên chúng ta hãy sửa soạn. Nếu trong Kinh Thánh nói rằng từ xưa Chúa đã phán rằng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, thì ngày hôm nay chúng ta thấy nó càng gần hơn nữa, phải không quý vị? Ngày hôm nay phải gần hơn nữa, là phải sửa soạn để mà chúng ta được gặp Chúa. Nếu các vị mở sách Khải Huyền ra nói rằng lại Chúa xin Ngài hãy mau đến. Ồ mà cái câu đó chép hồi cách đây thế kỷ thứ nhất á, cho đến bây giờ đó là 2000 năm rồi. Mà mau cái gì mà mau, phải không quý vị? Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta nói rằng lại Chúa xin Ngài mau đến thì đúng là mau thật đó. Phải không quý vị? Nó càng gần hơn nữa, càng gần hơn cái ngày Chúa đến. Cho nên hãy thức tỉnh quý vị ơi, đừng trở hướng. Tôi nói như Phaolô nói, sao còn trở hướng? Sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục tức là làm tôi mọi tội lỗi. Đừng làm những điều đó nữa. Xin hỏi Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong lúc này. Chúng ta cảm ơn Chúa thì giờ qua chúng ta suy gẫm về lời Chúa. Chúng ta được Thánh Linh của Chúa nhắc nhở đời sống chúng ta nên kiên trì, kiên định, mạnh mẽ để đi theo Chúa. Dù chúng ta có thể gặp những cám dỗ, dầu chúng ta có thể gặp những thử thách, dù đôi khi chúng ta thấy mình yếu đuối, nhưng mà xin Chúa Thánh Linh thêm sức cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải biết tận dụng những thời giờ mà Chúa dành cho chúng ta để yêu mến Chúa. Vì đó chính là những tấm gương cho gia đình của mình, cho con cái của mình. Chúng ta đặc biệt cũng hướng lòng về Chúa để cảm tạ ban tráng niên Hội Thánh Chúa. Và những anh em chị em trong ban tráng niên cũng như ban trung niên của Hội Thánh chúng ta, đó là những tấm gương cho con cháu của mình, cho con em của mình, để xây dựng một Hội Thánh đầy ơn của Chúa.